Xin chào con bà câu chư Chi Chi đi học ballet. Chị, hello chị. Xin chào con bà cô chú. Chi Chi đi học ballet. Hello cô chú anh chị ơi, cuối tuần rồi hả mọi người, nhanh quá. Con đi. Sáng nay chạy em chị đi học ballet cô chú anh chị. Học ballet xong rồi cái hai chồng Kim đi shopping mua đồ ăn ha. Xong rồi cái đi về. Rồi buổi chiều nay lại có tiệc sinh nhật bạn chị nữa. Đi ăn sinh nhật miết luôn. Rồi Chi đi ăn tiệc sinh nhật của bạn, hai vợ chồng Kim cũng đi theo luôn. Tại vì cái bé sinh nhật, cái bé bạn Chi sinh nhật là bé hàng xóm. Hôm qua gặp mấy chị hàng xóm ngồi tám tám hết mọi người. Cùng đi thôi. Nè tóc Kim ngắn rồi cô chú anh chị thấy sao? Tony nói ngắn quá, Tony thích tóc dài. Tony đã. Ừ, Tony said, Tony like long hair. Yeah. Nhưng mà Kim thích tóc ngắn thì nó gọn nè. Xin chào con bà cô chú, Chi Chi đi học ballet. Bà khả sớm rồi hả cô chú anh chị, nhưng mà đi sớm 20 phút, ba Chi lúc nào cũng đi. Ok, để mình nói chuyện cái. Ballet. Ba Chi lúc nào cũng đi sớm hết trơn, đi sớm mà đến 20 phút. Người anh không phải là ai cũng đúng giờ đâu mọi người. Kim thấy mấy người bạn của Tony á, hẹn đi ăn hay là đi chơi gì đó là lúc nào cũng trễ hết á. Hoặc là những người hàng xóm của Kim mà hẹn đi đâu hay gì đó là người ta cũng trễ giờ nữa. Chứ không phải là lúc nào ai cũng đúng giờ hết mọi người. Nhưng mà Kim thấy gia đình của Tony này rất là đúng giờ luôn, nhất là ba mẹ rồi Tony nữa. Nhưng mà Tony có hai anh em, hai em trai của Tony á, là rất là trễ giờ. Trễ mà không phải là trễ ít đâu, trễ hơn 30 phút luôn đó. Mà Tony lúc nào cũng sớm hết. Em Chi hôm nay là bắt đầu là nghỉ thu hết mọi người. Và cả nhà Kim sẽ đi Scotland chơi 3 ngày. Tính lúc đó sẽ quay nhiều video cho cô chú anh chị xem ha. Look, Baba kissing another girl, look. My baby girl. Chị máy nhạc hả? Ai vậy ta? Sắp đến Halloween nè hả mọi người? Nên người ta bán bí đỏ nhiều lắm. Mấy trái bí này rất là to nha cô chú anh chị đây nè. Ôm một ôm luôn đó. Bí này chỉ có một đồng mấy thôi, mà khoảng 30-40 ngàn gì đó. Đây là bán những cái đồ Halloween nè. Nhưng mà Halloween Kim đi chơi rồi, Kim không có ở nhà. Cho nên là Kim chỉ thích mua mấy cái bí nhỏ nhỏ thôi, trang trí trong nhà nó dễ thương. Với lại ok. Với lại cái bí nhỏ nhỏ ăn được luôn. Ăn nó ngon hơn là cái bí to nó xốp xốp á, ăn nó bở, nó không có ngon mọi người. Kim sẽ kiếm mua thêm cái bí nhỏ nhỏ. Shopping xong rồi hả cô chú anh chị, đang uống cà phê. Uống cà phê đợi giờ đi đón em Chi luôn. Cái này là quán cà phê ở trong cái siêu thị luôn nè cô chú anh chị. Đó. À, siêu thị ở dưới đó. Ballet về rồi. Về rồi, thay đồ chuẩn bị đi ăn tiệc nè. Đưa ông bà cô chú coi cái mặt cây đâu, nhìn mẹ cây. Rồi bữa nay trang điểm không bà cô chú? Trang điểm mà quẹt cái gì xanh xanh bên đây nữa nè, mà sao cái chỗ này nó nằm xanh bên mé hông vậy? Hay thiệt á trời. Dính cái lông mi này để mà chùi ra. Trời ơi, bữa nay làm cái môi quá trời hồng luôn á. Dữ thần vậy ta ơi. Làm Chi bây giờ có cái trong phòng Chi là có cái bàn trang điểm riêng, có cái gương, có cái tủ hết cô chú anh chị. Đồ trang điểm cho trẻ em đó. Quá trời trong đó đó. Mẹ tao hay spell Alyssa. Alyssa đúng rồi. Rồi giờ Chi viết thiệp đây nè. Quà cho Alyssa nè. Yeah, I'll see. Đây. I want the 147 Không có gói quà cô chú anh chị, cái mua. Cái mua cái giỏ này nè. Cái mua cái giỏ này đựng quà vô. Quà này là mình sinh nhật đó là mình hỏi mẹ của bạn ha, là bạn thích cái gì, là mẹ của bạn nói cái này nè, xong rồi mình sẽ mua cái này cho bạn. Đó. Đây, cái kim dọn dẹp mọi người. I'm gonna draw the cake.
em chia sẻ xong rồi nè cô chú anh chị. Sinh nhật 6 tuổi đây, có cái bánh kem số 6 đây hả? Cái đàn cày phải không? Cái này ai đây? Ôi dễ thương quá. Cái chân đang làm gì mà ăn cong vòng qua đây à? Nhảy lên đó hả? Trời ơi, dạ cái lông mi già hòn luôn nè. Đẹp quá, dễ thương quá con à. Rồi bỏ vô trong đi. Chi nè, chi trang điểm đẹp không mà cô chú? Đỡ phận này của anh chị thương ở đây. Hello Chi. Yeah, đi sinh nhật thôi, let's go. Tuần nào cũng có sinh nhật hết trơn á. Rồi đi vô đây. Này là giống như trong một cái gọi là gì ta? Khu vui chơi hả cô chú anh chị? Indoor hả mọi người? Bên đây thường người ta tổ chức sinh nhật vậy đó, người ta không làm tại nhà thì người ta sẽ làm trong mấy cái khu vui chơi như thế này nè. Buổi chiều về có hai anh của Chi đến chơi nè ông bà cô chú ơi. Nhưng mà anh hai thì đã đi chơi với bạn rồi. Anh hai dạo này lớn rồi cho nên là cuối tuần đến nhà Kim là cũng hay xin đi ra ngoài đi với bạn ha. Còn anh ba thì ở lại đây đi chơi với Chi nè. Anh ba với Chi là rất là thích chạy cái xe scooter này nè mọi người. Cái đường này là đi ra biển luôn nè cô chú anh chị, cho nên là ở đây có nhiều cát ha, đi ra ngoài đó là biển ngoài đó đó. Chào ông bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Ăn ba ăn với mình gì nào? Mấy em đi chơi về rồi nha cô chú anh chị. Mình sẽ làm trái cây cho ba ăn thêm. Cái chừng ngón tay nha. Ngón tay đi khả phố. Ừ, chừng đứt tay không? Này gỡ nho cái đó. Mẹ đi nước cho bà đi cho bà hả?
Rác này đó nè. Thôi bà đó. Lê này nè, ngon quá trời luôn nè cô chú anh chị. Lê này mà đóng hộp này nè ha. Cái lê to chưa? Mẹ đi chi mà. Mẹ đi chi luôn á. Mẹ I draw my shoulders with fruits. Mẹ this one looks like a strawberry. Rồi, để giống như này cắt như nào. Vậy vậy cắt cắt. Phải đây. First. Nhỏ quá nha, bộ bự cắt chút nữa. That's why you need to cut the little bits off first. Cái đó cũng ăn được mà con. Ăn luôn hả? Mày khá chưa đọc về. Không, mình cắt kiểu kia kìa, mình đâu bỏ kiểu đó. I could end it as well. It's too small. Rồi ăn vậy đứt cái miệng cho coi. Kẹt miệng. Mẹ, I like doing this with you. Okay. I'm going to do the rest of my head, how I draw it. Drawing it actually. Yeah, I know. Yeah, I got it before. Cut that end. Cut that end. Cut up this end. Then we're ready to stop. Now I've got all the fruits on the top next. We'll put one here in the middle. Lê này ngọt lắm mọi người, mềm mà ngọt thơm. Mở cửa ra trước mới bưng được không? Xong rồi là trái cây cho ba anh em nè. Ăn thôi mày cái xem mình chờ một chút xíu thôi chú anh chị, xong rồi cái Kim sẽ làm đồ ăn tối. Bữa nay Kim sẽ làm roast Sunday dinner mọi người. Sunday dinner giống như là một bữa ăn tối, một ngày bữa ăn chủ nhật, bữa ăn tối chủ nhật truyền thống của người Anh đó. Kim nấu bữa tối đi cô chú anh chị ơi. Gà Kim nướng nguyên con đó mọi người. Gà rửa sạch xong rồi cái mình lau cho khô hết cô chú anh chị. Cái này Kim không có nướng theo kiểu Việt Nam, Kim nướng theo kiểu người Anh á, kiểu bữa tối bữa ăn truyền thống của người Anh ha. Ướp rất là đơn giản luôn, mình nướng nguyên con, nhưng mà cái này kiểu như gà công nghiệp của cô chú anh chị, nhưng mà ướp xong rồi cái nướng không có bị khô mà thịt nó vẫn mềm ha. Kim sẽ lấy cái lớp da này ra nè. Nó, để cho cái lớp da này nó... Let me like it.
Mở cái lớp da này lên nó chú anh chị. Rồi nó mình sẽ nhét bơ vô trong đây nè. Vậy là mình sẽ ướp ở trong đây. Đến lớp da phần đùi luôn á. Let me get the butter out, please. Để cái lớp bơ này vô trong đây. What's the butter for? But you see, it's not very hot after you cook and simmer food. They cook. Can we just put the potatoes in there? Feel it. Is there hot? Where's the, where did you put the packet? I don't know. I haven't put it anywhere. That's going to have to go down there. That's going to have to go down there. Make enough space. Right. Yeah. You okay, son? You alright? Yeah. You gone? That's it. I know, we'll be putting the dinner up now. Just be tell it, look. Kim's just been putting butter in its belly, look. See? Alright? So all your roast, put all the roast potatoes in. We've got some veg, so you're going to eat some veg. Hey, come on. I love broccoli. Alright, well, we'll get, definitely get broccoli. Can I get the garlic please? The garlic? Where is it, babe? Kim sẽ cho vô cái tô này bơ nha. The garlic? Where are that? In the box. In the what? The box. Box? The box. Understood. What? What whole thing? Well, you've got that, or you've got one of those. Yeah, those. Right. Okay. Yeah, I'll leave. Cái này là kim có hương thảo hay không? And the pink salt as well. Did you say? Yeah, I just want the pink salt. You don't even want the pink salt, right? Một ít muối nè. We need pepper in here, please. In there? How many? How many? I don't know. You put that in the microwave first. Let it melt. For how long? For 30 seconds. Now get, put the paper in there, the pepper. How many squirts? A lot. Pardon? Just put it in the place. Yeah? Is that enough? Yeah. Need this again or should I put it away? Away now, put it away again. Bây giờ mình sẽ ở bên đây là ở trong cái lớp này nè cô chú anh chị, dưới cái lớp da là kim giá cho bơ rồi ha. Cái này là cũng có bơ, dầu liu nè, muối tiêu với lại hương thảo ha. Giờ Kim sẽ cho vô đây một lớp nữa. Lớp ở trong đây ha mọi người. Đó, cho chạy vô trong đây nè.
Xong rồi còn lại cái nước này mình sẽ cho bên ngoài. Đó, vậy đó. Really? Chicken thirsty? Hey. Ừ. I need a drink. Rồi cho mấy cái củ này vô trong đây ha, sao chú anh chị? Củ này vô đây, tỏi với hành lá ha. What's the garlic and what? Onion. Rồi bỏ miếng cộng rosemary này vô luôn nè. Maybe turn the heat off and go on. Cho nó không có chảy nước ra ha. Cuối cùng là dắt chân qua bên ngoài cái da, xung quanh hết cái miếng da nè mọi người. Nãy Kim quên, Kim để cái miếng chanh này vô trong ruột luôn mà Kim quên, là Kim cột lại. Hồi bên coi Kim có nhét được không? Vẫn còn cái lỗ nè, nhét chanh vô luôn. Okay. Để giấu cái cánh vô trong mọi người, để thôi nó cháy khét. Rồi hôm nay ok, quyết định không? Rồi đem bỏ vô trong lò nướng 200 độ C. Con gà này của Kim lớn đó, Kim nướng 1 tiếng đồng hồ đó mọi người. So preheat oven to the right temperature. These potatoes on a single layer on a baking tray, which means that they should not try to be on top of each other. I know. But that's big, not big enough. You know what would have been better? That tray down there. We don't do it. Well. So we tried left them. And it says turn halfway through cooking. Cook to golden yellow, do not overcook. But these only take, well, it says 30 minutes at 220, but that's only at 200. Mm. So I think they're probably going to need 35 to 40 minutes. Mm. Now, gà đã nướng xong rồi, các cô chú anh chị em sẽ cho nó nghỉ. Put the gravy on.
cho nghỉ khoảng 10 phút ha, bắt đầu sẽ cắt ha. Daddy, make it for me, can I see? No. Cameron, do you want the lemonade? Yes, please. Can I have it in a glass of it? Lauren, do you want the fruit tube, baby? Yes. Okay. Right. You know the answer with this as well, Cameron, is you hold it up as close to you as you can to the outlet and it'll let's drop some of the waters also. Do you want a glass with some ice as well? Or do you want it out of the bottle? Okay. Come on then, baby. Okay. I want a pink cup of ice in it. Just ask you that. You said you want some paper one. We haven't got any paper cups left, babe. Oh, hang on, we might have. What's the difference between a paper cup and a bottle? I don't know, we should just like see how we are on it as a paper cup. Right, shall I get some ice? I want a little water. You want water? Oh, yeah, it's good. I don't mind not having one, okay? Yeah, all right, son, how you doing? That's it, isn't it? I sleep with the sound. Yeah, sorry to wake you up, Paul. Hey. Got loads? Yeah, can I have that as well? Is it, yeah, can I have four as well? Yeah, you can, yeah. Right, let me make this one for Jacob then, okay? Do you want peas, pal? No. Hi. Yeah. Right, I'll tell you what, I'll take these houses away and give them to the boys for now, right? Get them out of the way, right? There you go. There you go, that's probably enough for you. Alright, son, sorry for squeezing over the camera. You want yours back? Same as well. Thank you.